Cú xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại với một video đi quần đùi cùng với anh Thuận với cô ha. Thì sau khi mà ảnh bán nick thì hai anh em nói chung là cũng có tạo vài nick để đi quần đùi giao lưu thôi các bạn, đi vui thôi. Cho nên là cũng không có nạp để lấy sấm sét gì cả. Cái nick của Cú là khá may mắn ấy mọi người, chắc bắn vài bữa nữa nó hết hạn sấm sét thì không biết làm sao mà để gia hạn đây nữa. Thì một lát chắc là mình sẽ nghiên cứu để coi còn cái sự kiện mà tăng lực chiến hay không nha. Thì với trận đầu tiên thì chúng ta vẫn gặp những bạn đối thủ. Thì bây giờ là đã 10 giờ đêm rồi nha mọi người. Thì chỉ có một tiếng để thi đấu thôi. Tại vì 23 giờ là cái cổng quần đùi nó sẽ đóng lại. Thì trong thời gian mà trận đầu tiên giao lưu á, thì mình chia sẻ một tí xíu ha các bạn. Thì nói chung là cũng có nhiều anh em rất là quan tâm là tại sao là Cú không có rao bán ở bên những cái hội nhóm ở bên Facebook để được nhiều kèo hơn và để được tiếp xúc nhiều với anh em chơi mới hơn. Thì sẵn đây là mình cũng chia sẻ lại cho các bạn là nói chung với Cú là một năm nay ở thời điểm đầu mình làm giao dịch viên ha, khi mọi người mà chưa biết đến mình và bắt đầu mình làm giao dịch viên thì mình rao ở group 400k thành viên. Thì ở đó là nói chung là được anh em ủng hộ đồ khá là nhiều. Và sau đó thì mình mới có kênh YouTube và mình lập ra để đúng mục đích là để kỷ niệm và vui vẻ luôn. Và may mắn là được anh em ủng hộ thêm một lần nữa về cái mảng kênh. Cho nên là mình làm kênh và hiện tại bây giờ thì cái kênh của mình vẫn là những cái video vui vẻ thôi. Không có tập trung mua bán gì ở bên kênh cả. Chỉ là những cái video như là thương mại một tí xíu và kèm với đó là luôn nhắc nhở mọi người về việc là có giao dịch hay là này kia thì nhớ cẩn thận để tránh giả mạo lừa đảo đồ các kiểu. Còn về việc tại sao mà gần một năm nay thì Cú không hoạt động bên các nhóm ở bên Facebook nữa. Thì lý do rất là quan trọng là cái thứ nhất là những cái nhóm bên Facebook thì là được những cái nhóm mà 400k thành viên của con Gunny, của Gunny Mobi quản lý á, và một số các bạn admin khác thì các bạn ấy không có làm giao dịch và cái nhóm đó thì không có mua bán gì ở trong đó được nha mọi người. Đúng chất là giao lưu thôi. Thì nói chung đây cũng là một cái cú vả vào mặt của những bạn mua bán như Cú, là tại vì đang yên đang lành tự nhiên cấm bán, những ai đăng bán thì sẽ đều bị khóa mở hoặc là bị ban vĩnh viễn khỏi nhóm luôn. Cho nên là từ đó là bắt đầu những cái nhóm nhỏ được lập ra của những bạn uy tín khác. Và với Cú á, thì mình cũng có lập một cái nhóm ở bên Facebook thời đó, nhưng mà cái tính của mình thì không có giỏi về cái việc quản lý một cái nhóm riêng và ở đó đăng rất là nhiều, và cái tính của mình thì rất là cục xúc và rất là hay quạo nữa, cho nên là mình cảm thấy không ổn. Thì từ đó là mình mới kéo khách mình về hết, những cái bạn khách mà mình quen biết ở bên Facebook á thì mình đều kéo về Zalo, và những bạn mà biết đến mình á thì mình cũng đưa về Zalo luôn. Cho nên là cái Zalo mình hiện tại bây giờ thì nó cũng đã gần full bạn bè rồi, nó đã full rồi, nhưng mà mỗi ngày mình lượt những bạn mà ít tương tác hay là không chơi đến game ấy thì mình sẽ xóa đi. Và nếu như là các bạn có xem được video này vô tình xóa các bạn đi, xóa nhầm, tại vì không có thể nào lựa từng người được, các bạn hiểu không? Tức là Cú sẽ lùa sơ thì sơ sức có thể là xóa những bạn khách quen, thì các bạn cũng đừng có buồn lòng mình ha. Thì các bạn chỉ cần gửi kết bạn và nói lại là à sao xóa mình thì Cú xóa nhầm thì Cú kết bạn lại thôi, không có vấn đề gì hết. Thì ở đây là mình sẵn giải thích luôn, tại có nhiều anh em khó tính thì nghĩ là à sao tự nhiên nó lại xóa mình các kiểu ha. Thì ok, đó là cái phần tính chính của mình. Và hiện tại từ lúc đó thì mình đã chuyển sang làm bên Zalo cá nhân và Facebook cá nhân của mình, thì lâu lâu mình mới đăng những cái bài bán. Và hiện tại bây giờ thì mình cũng đăng hơi nhiều, tại vì anh em ở bên Facebook thì cũng sẽ dễ tham khảo hơn. Nhưng mà mình sẽ không có tham gia bất kỳ hội nhóm nào ở bên Facebook trừ cái nhóm 400k thành viên nha các bạn. Và ở những cái hội nhóm đó thì do cá nhân tạo ra, cho nên là khi mà Cú cũng là một người thì nói chung là mình hot không hot mà cùi không cùi thì cũng đủ để làm ăn và đủ để anh em biết đến. Cho nên khi mà ở trong nhóm đó, nếu như mình cứ liên tục up post mua bán rồi spam này kia các kiểu, thì cái thứ nhất là sẽ tạo điều kiện cho những đứa giả mạo. Nó làm Facebook thì nó giả mạo rất là kinh khủng, rất là nhiều. Các bạn report cái nào thì một hai phút sau là nó sẽ lên một cái khác nữa, và rất là khó quản lý. Và với lại nó comment rồi gây quát này kia các kiểu rất là nhiều. Đó là cái lý do đầu tiên. Và cái lý do thứ hai nữa là những cái nhóm đó là do những cá nhân họ tự tạo dựng ra để họ mua bán cái việc của họ. Cho nên nếu như mình là một người cũng được nhiều anh em biết đến, cho nên nếu như mà mình mua bán trong đó nữa hay là mình comment nhẹo á thì mình sẽ mang tiếng là cướp kèo hay là spam trong kênh của người ta. Thì nói chung là spam trong cái nhóm của người ta chứ, thì Cú không có thích cái việc đó. Thậm chí là bài của mình đã từng rất là đi rõ, tức là việc ai nấy làm, bài ai nấy bán. Thì đó là cái mà mình đưa ra ở thời điểm đầu mình làm giao dịch, tức là bài bán của mình sẽ không có một cái bạn nào ké hết nha mọi người. Nếu như mà ké thì mình cũng sẽ xóa đi, và mình sẽ rất là thẳng thắn về việc đó. Cho nên là cũng có một số anh em không thích mình về cái tính đó,
Thì nếu bây giờ mà mình ở trong nhóm của người ta mà mình cứ đăng bài bán liên tục về Nexi Bom rồi đi comment dạo thì khác nào là mình tự vả vào mặt mình là một người chơi khá là dơ. Cho nên đó là cái vấn đề mà Cú suy nghĩ rất là lâu, và sau đó thì Cú mới out hết. Thậm chí bây giờ thì chỉ còn ở một vài nhóm nhưng mà cũng không comment. Tức là chỉ comment đối với những bạn nào tháp mình vô khi mà có giả mạo hay là có này kia thì mình vào để mình đính chính, hay là những bạn bè thì đó quen biết thì mới comment một hai câu, còn không thì sẽ không comment bất kỳ trong hội nhóm nào. Và cái thứ hai nữa là không đăng mua bán hay là giao dịch hay là thương mại hay là BR trong bất kỳ một nhóm nào nha các bạn. Ở đây Cú nói là những cái nhóm riêng của những bạn ấy tạo ra, những cái nhóm nhỏ. Còn cái nhóm chính của Kenny Mobi á thì Cú vẫn tham gia và vẫn up những cái bài giao lưu thôi. Tại vì ở trong đó thì cũng không có mua bán gì được cả các bạn. Nếu như mà đăng mua bán là sẽ bị khóa đăng bài nè, khóa comment. Còn nặng nặng là nó ban các bạn vĩnh viễn luôn. Thì đó là cái nhóm để mà Cú giao lưu với anh em, tại vì anh em quen trong đó thì cũng nhiều ha mọi người. Rồi ok ha, thì hồi nãy giờ Cú nói là Cú chỉ nói là không đăng bài, không comment trong những cái nhóm nhỏ khác. Chỉ trừ một cái nhóm 400k thành viên duy nhất thôi nha. Còn lại là Cú không ở bất kỳ nhóm nào. Và nếu như mà có tham gia thì Cú cũng sẽ không comment và up bài mua bán nào. Thì đó là lý do vì sao mà mình không làm ở bên Facebook gần một năm nay. Nhưng mà hiện tại thì nói chung là cái vấn đề thứ hai nữa các bạn là làm ở bên Zalo á thì Cú cảm thấy đủ rồi. Tại vì cái lượng khách ủng hộ mình nó nói chung nhiều không nhiều, nhưng mà ít không ít thì vẫn còn anh em ủng hộ thì vẫn làm bình thường ha. Ở bên Zalo thì cái thứ nhất là cái xác suất chẩn kèo đồ các kiểu nó sẽ vui vẻ và nó sẽ thoải mái và nó rất là khỏe luôn trong việc mà mua bán. Ai ưng thì cứ inbox thương lượng, không được thì các bạn đợi à khác vẫn vui vẻ. Còn ở bên Facebook á mọi người thì bây giờ là các bạn ấy mua bán rất là nhiều. Về cái tình trạng mà buôn á, buôn nick thì Cú không nói, tại vì mình cũng là buôn nick, mình không có quyền cấm người ta, tại vì mình cũng từng là một người chơi bình thường và trở nên làm mua bán, làm giao dịch thì may mắn hơn họ là mình được anh em ủng hộ, còn họ thì mới xuất phát. Cho nên là việc của họ làm như thế nào là kệ họ, không có ảnh, không có réo tên mình, và thứ hai nữa cũng không ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà cái là mình sợ nhất là những cái bạn buôn mà kiểu như là hợp tác nè, hợp tác nói ở đây thì các bạn không hiểu, hợp tác rồi này kia các kiểu, sau khi mà mình không đồng ý thì qua Zalo để kiếm chuyện, để spam, thì những bạn đó là Cú lóc thẳng tay, và thậm chí là Cú nhiều khi cãi vã thì bạn ấy chạy sang các cái nhóm để bạn ấy post thì Cú cũng chả hiểu để làm gì. Cái thứ nhất là mình không làm bên Facebook, và cái thứ hai là mình chỉ làm với anh em quen thuộc, vì anh em quá biết tính mình rồi, cho nên cái việc mà các bạn post bên Facebook thì nó vô nghĩa thôi. Và Cú thì cũng không qua bên những cái nhóm đó để đính chính hay là để giải thích ba la các kiểu như là ngày xưa mình háo thắng nữa. Hiện tại bây giờ là mình làm rất yên ổn, cho nên là kệ các bạn muốn làm gì làm. Còn việc mình làm thì với anh em quen thuộc và những bạn tin tưởng mình thì vẫn ok, vẫn làm bình thường. Còn việc các bạn mà có post này kia các kiểu thì mình cũng chịu, không có giải thích được các bạn. Tại vì khi mà vào trong những cái nhóm nhỏ đó mà để giải thích cho từng người thì lại dùng những cái Facebook ảo clone, những cái Facebook giả, không phải giả mà là những cái Facebook ảo á, tức là tạo ra, tức là một người mà tạo 5-10 cái Facebook để mua bán, để ép giá, để hạ giá này kia các kiểu đó. Rồi xong rồi khi mà có sự cố bị post bị này kia thì lại dùng những cái Facebook đó để tấn công và chửi bới này kia các kiểu. Cho nên là mình không thích việc đó, thì đó là lý do mà mình không bán bên Facebook. Và hiện tại bây giờ là mình cũng không xen vào việc các bạn làm bên Facebook như thế nào, thì kể các bạn việc của Cú thì Cú vẫn làm bình thường ở bên Zalo và ở Facebook cá nhân và đối với những bạn khách quen thuộc thôi ha. Rồi ok, thì đó là một cái mà mình chia sẻ về việc anh em hỏi là tại sao mình không làm bên Facebook để được giao lưu, để được nhiều khách mới hơn. Tại vì ở bên Zalo như thế này á, thì đa số là toàn là những khách cũ quen thuộc, khách mới thì rất là ít đồng ý, nhưng mà làm nó rất là khỏe mọi người, và mình vẫn đủ, vẫn làm ổn định, cho nên là mình không có sang Facebook nha. Tại vì sang Facebook thì như hồi nãy giờ mình đã chia sẻ với các bạn đó, thì đó là những gì mình chia sẻ. Còn về những cái việc mua bán, còn về thông tin Zalo như thế nào, Zin như thế nào, thì ở những cái bài trước mình đã chia sẻ cho các bạn về cái việc Zalo mà nó bị treo như thế nào rất là rõ và rất là chi tiết. Và mình là người đã giao dịch và đã bị những cái tình huống như đó, cho nên là mình chia sẻ các bạn rất là nét, rất là rõ ràng luôn, chứ không có phải là nói xàm xàm ha. Còn về cái liên kết Zin và liên kết Zin thì khi mà những bạn chơi mới cần xem xét khi mua nick như thế nào, thì những cái video sau mình sẽ lên để hướng dẫn cho các những cái bạn chơi mới mà không rành về thông tin Zin, và những bạn mới chơi Kenny Mobi thì không biết
đặt niềm tin vào người khác thì nói chung là đặt niềm tin thì các bạn chọn người uy tín, nhưng mà cũng đừng quá đặt niềm tin nhiều vào full người đó. Tại vì không những là cái game này không phải một người làm mà là rất nhiều người làm, cho nên khi mà các bạn đặt niềm tin vào một người á, sau này các bạn nghỉ game các bạn bán qua những người khác á thì nó lại rất là khó khăn, và nó người thiệt thòi vẫn là những người chơi mới thôi. Thì về cái phần này thì Cú sẽ chia sẻ ở video sau. Thì bây giờ là mình sẽ quay trở lại với video quần đùi của Cú ha. Thì mình chia sẻ một tí xíu như vậy thôi. Thì hiện tại là Cú và anh Thuận đang đi quần đùi, thì giờ này cũng đã hơn 10 giờ đêm rồi các bạn. Thì đây là một pha bầu ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu thôi. Thì video sau thì Cú sẽ có nhiều cái chia sẻ hơn về những bạn chơi mới khi mà mua nick là cần những cái gì, và tìm những cái bạn uy tín như thế nào, và xem xét về cái phần thông tin zin nó có những cái gì quan trọng. Còn đối với những bạn biết rồi thì ok, tại vì Cú giao dịch cái này nè, có nhiều, rất là nhiều bạn sau khi mua ở những nơi khác, cái này là mình không bóc phốt ai mà mình cũng không nói ai nha, họ đã không biết gì thông tin, thì khi mà họ sang đến mình để nhờ mình bán hay là để nhờ mình giao dịch đó thì nó lại xảy ra một số là về thông tin zin nó không đủ gì cả các bạn, thậm chí là có nick nó ảo không có một cái gì luôn, thì không thể nào giao dịch và không thể nào mua bán được. Nó sẽ không an toàn cho những bạn chủ sau, và thậm chí là những cái nick mà không đủ thông tin thì Cú không nhận giao dịch và cũng không nhận bán hộ. Nói chung là những cái nick đó là hầu như là rất là khó để cho các bạn bán được nha. Thì cái đó là thiệt thòi cho các bạn rất là nhiều, và sau khi quay lại chỗ cũ thì các bạn lại nhận một trái bơ chà bá luôn. Thì đó là một trong những cái mà làm cho Cú muốn chia sẻ cho mọi người nhiều hơn về vấn đề liên kết zin các kiểu. Tại vì tệ gì tệ thì mình cũng đã làm giao dịch gần 3 năm và mình cũng đã có thời gian chơi bên PC liên kết zin, và mình cũng đã từng bị lừa liên kết zin như thế nào nha các bạn. Thì video sau mình sẽ chia rõ hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với trận quần đôi. Thì kỳ này chúng ta gặp một bạn level 70 và một bạn 50 sử dụng hai cái set. Thì đây là một trong hai cái set đồ mà nó sẽ tạo cho các bạn bị ảo, tức là nó khá là to ấy mọi người. Khi mà các bạn đào thì các bạn sẽ rất là khó nhìn nha. Thì ở đây là anh Thuận và Cú, hai cái nick này hoàn toàn là không có nạp xu nào hết, cho nên là không có sấm sét các bạn. Nick của Cú thì may mắn là mở gương vàng được cái sấm sét thôi, vài ngày thôi. Còn nick của ảnh thì vẫn sử dụng lựu đạn, cho nên là trong những cái cảnh cứng thì sẽ bị bất lợi một tí xíu. Tuy nhiên thì ok, chúng ta sẽ có những cái pha bắn chuẩn xác. Ở đây thì những cái pha bắn X2 của Cú khá là lỗi các bạn, mình vẫn gà như xưa nha. Ok, thì bây giờ là đối thủ của chúng ta sử dụng một bay, thì chắc là bạn ấy sẽ wow, bay sát vào màn hình để tạo độ khó nha mọi người. Tuy nhiên thì ở đây cũng khó cho đối thủ, nếu như bạn ấy bay vào cái vị trí sát màn hình thì bạn ấy sẽ không có góc 65 để bâu. Kỳ này thì hai bạn ấy tách rời ra, một bạn sát màn hình và một bạn ám sát vào đội của Cú. Thì đây là một pha full dam đến từ bạn 70 và đây là một pha bắn ngược. Thì với một cái vẻ tự tin như thế này thì Cú nghĩ là sẽ rất là chuẩn xác rồi. Đúng như cô nói luôn các bạn, thì đây là một pha full dam góc ngược rất là chuẩn xác. Thì ở đây là có một pha rig, thành ra là khá là đau nha. Bây giờ thì anh Thuận ảnh sẽ băng cái bạn 50 lại và Cú sẽ tìm cách để Cú đam cái bạn bên kia nha mọi người. Tại vì bạn ấy vừa bay vừa full dam thì Cú và anh Thuận mỗi người sẽ có hai tên. Ok, bây giờ là Cú sẽ chọn cách là bay sát màn hình. Thì ở đây là video mình sẽ ngồi để xàm xàm bình luận lại cho các bạn thôi, chứ thật sự là Cú và anh Thuận đi thì hai anh em đang call Facebook nha các bạn. Tức là gọi Facebook để khi mà những cái pha bắn thì đều là có chiến thuật bàn với nhau hết. Cho nên là các bạn xem những cái video này thì nó khá là hợp gơ ở những một số cái chiến thuật. Và cái thứ hai nữa là sẽ hiểu nhau hơn một tí xíu hơn là không gọi. Không gọi thì nhiều lúc hai anh em nó cũng chất ngoe hả mọi người, thì dẫn đến thua rất là nhiều. Thì bây giờ đây là một pha full dam, thì nếu như mà tới lượt Cú thì Cú sẽ tung ra tiếp tục một pha full dam. Thì đây là một pha full dam bắn thiếu lực. Tuy nhiên thì khá may mắn cho ảnh là cái lựu đạn nó nổ khá là to nha các bạn, cho nên là hai pha sau thì vẫn tính chuẩn xác luôn. Bây giờ là một pha full dam của Cú tiếp tục. Thì nói chung là cũng đã lấy đi cái lượng máu của bạn 70 khá là nhiều. Thì ở đây chỉ cần một pha bow của Cú thôi thì sẽ kết thúc được bạn ấy luôn. Tuy nhiên thì để xem là hai bạn này xử lý như thế nào. Và chưa kể thì bạn 50 nhả băng nữa nha mọi người. Thì đây là một pha cộng 2. Không biết là bạn ấy có bow mình bay màu không nha mọi người. Nếu như mà một pha bow có khá là nhiều pha rig ở trong tình huống này thì Cú sẽ là bay màu nha.
Nhưng mà hy vọng là đừng có bay màu nha các bạn. Còn mình ông Thuận làm sao ông chơi lại hai cây sấm sét. Không biết là tới tên ai đây các bạn ơi. À ngon, vẫn là tới tên của lão Thuận nha. Thì bây giờ là lão ấy tiếp tục băng bạn 50 và cú sẽ sử dụng một pha bâu. Thì chắc chắn là sẽ kết thúc được bạn 70 rồi. Thì bắt đầu là hai anh em sẽ dồn đam vào bạn 50 kia. Tại vì nói chung là bạn 50 sử dụng sấm sét, còn lão Thuận thì sử dụng lựu đạn. Cho nên là bằng mọi cách thì cú phải cấu được một xíu máu của bạn kia còn lại thì mới ok nha. Thì đây là một pha bao, được một pha rít các bạn. Ok, bây giờ là anh sẽ bỏ hai lượt. Nếu như mà anh đam thì sẽ tới tên bạn 50. Ok, thì bây giờ là ảnh full đam thì sẽ tới lượt cú nha mọi người. Theo như là tình kinh nghiệm của mình đi lâu thì nó là như vậy. Wow, một pha bắn rất là hay các bạn, tạo ra một cái đồ che phía trước nữa. Tuy nhiên thì bây giờ là mình sẽ ném một cục băng để duy trì tên các bạn. Bây giờ là mình sẽ băng một pha băng. Thì chắc chắn là siêu cao thì chắc chuẩn xác rồi chứ không có miss đâu nha mọi người. Ok, khá là đẹp mắt. Bây giờ thì mình sẽ bỏ một lượt hả nhờ. À đúng rồi. Rồi bây giờ là cú sẽ full dam nha các bạn. Full dam để cấu đi của bạn ấy một xíu máu giúp lão thôi. Chứ chắc chắn là pha này thì nếu như theo dự đoán thì sẽ tới tiếp tục là tên của lão Thuận. Tuy nhiên thì để xem như thế nào, không có đoán trước được các bạn ơi. Rồi ngon luôn. Thì bây giờ là bạn 50 đang ở một cái tế là bị hai đập một mà không phản kích được cái gì luôn nha các bạn. Ủa rồi ôi, một pha full dam với hai pha rick thì đẩy bạn 50 vào cái thế là không còn gì luôn. Thì đây là một pha 50% sát thương. Thôi xong rồi, tàn đời bạn 50 rồi các bạn ơi. Khá là đen cho bạn ấy khi mà một pha sử dụng 50% sát thương không đủ sát thương để kết thúc cú nha. Thì một pha full dam lại nện vào đầu bạn ấy nữa. Ngon ngay. Đúng là tiết kiệm ở trong pha này là rất là đau lòng cho bạn 50 ha. Rồi kỳ này thì không có trốn khỏi rồi các bạn ơi. Kỳ này là bay màu rồi. Tuy nhiên thì các bạn nhìn cây máu của bạn 50 đi, cũng không còn một cái gì luôn các bạn ơi. Đừng có bảo là chơi treo nha nhỏ. Thắng làm vua, thua thì treo là tôi chịu nha không. Ok, bạn thấy vẫn bắn các bạn. Rồi bây giờ là lão ấy kết thúc bạn ấy là xong. Trận này khá là may mắn khi mà có những cái pha xử lý khá là hợp lý cũng như là ok của hai anh em thì đã kết thúc được hai bạn sử dụng sấm sét trong cái cảnh cứng ha. Cảm giác là con video thì đi sẽ bị ít cãi vã hơn các bạn. Còn nếu như không con mà mỗi người một cái chiến thuật á, tại vì tính của cú thì các bạn cũng biết rồi, khi mà cú đi quần đùi á thì cú lại luôn muốn là cái chiến thuật của mình thôi. Mình nói rất là nhiều và mình vẽ ra một cái chiến thuật. Còn ông Thuận thì cũng y chang mình. Thí dụ như mà cú đi với một người khác thì cú là làm chủ chiến thuật, à mình sẽ bay sẽ bắn như thế nào. Còn khi mà đi với ông Thuận thì mình đã quen cách đó rồi thì mình cũng hay nạp. Rồi ông cũng hay chửi đó mọi người. Ông nói là bắn gà mà nói nhiều. Mà công nhận thiệt. Thì ở trong đây chơi cùng với anh Thuận thì mọi thứ là mình sẽ theo chiến thuật của ảnh nha. Nha các bạn. Tại vì một người lên thôi cho nó hợp lý, chứ nếu như mà hai người thì nó sẽ rất là gối não. Nhưng mà cái miệng của mình thì các bạn cũng biết rồi, rất là nhoi cả ngày. Ở ngoài thì mình rất là ít nói luôn thật sự các bạn. Nhưng mà vô trong video hay là nói chuyện với anh em thì nói chung là nói mãi không ngừng vẫn được nha. Còn ở ngoài thì rất là ít nói, kiệm lời luôn ngoài đời á các bạn. Rồi thì bây giờ là hai anh em sẽ bay sang để đào một bạn nha. Cú sẽ bay sang ôm cái bạn ở phía sau. Thì đây là một pha đào nha các bạn. Thôi toang rồi, bị siêu chuẩn rồi. Thì nói chung là các bạn cũng ở trong đây thì cho mình đính chính một tí xíu về những cái pha bắn của lão Thuận ngày hôm nay hết các bạn. Thì hiện tại là ảnh có hai cái điện thoại, là một cái iPhone và một cái Android ảnh mua để chơi game thêm á. Tuy nhiên thì cái Android nói chung là nó cũng mắc tiền, nó cũng 5-6 củ gì đó. Nhưng mà nó bắn những cái pha mà như gần như nãy là không được các bạn, cách không được hay là thả lực nhẹ không được, nó sẽ bị miss. Nhưng mà ở nay thì ảnh quên cái iPhone ở trên phòng rồi, ảnh đang ở dưới cho nên là ảnh phải sử dụng cái Android để đi bắn. Cho nên là nếu như mà có một số pha mà nó cần kỹ thuật mà bị lỗi á, thì các bạn cũng thông cảm ha. Tại vì ảnh bảo á, là cái máy này nó mạnh, nhưng mà có điều ở những cái pha mà thả lực nhẹ á,
thì nó sẽ bị chạy hoặc là nó sẽ bị cách, nói chung là nó rất là khó ấy, kiểu kiểu như vậy nha. Ok, thì bây giờ là đã tiếp tục win nữa rồi các bạn. Hồi nãy giờ thì chưa có trận nào thua ha. Bây giờ thì gặp bạn xin gì các bạn, không có đọc được luôn, mấy bạn này đặt tên chữ kiểu quá, khó nhìn. Ok, hồi nãy giờ có rất là nhiều các bạn dính chùm mà mình tên trước mà chưa có va nào mình băng được x2 nha các bạn. Cây phết đấy. Đấy, lại tiếp tục băng x1. Tuy nhiên thì kỳ này may mắn băng bạn sau mà muốn x2, cho nên là xui dính mỗi bạn trước thôi, lại đúng tên các bạn mới đau chứ. Cảnh này thì ảnh sử dụng lựu đạn cho nên là cũng gây khó khăn. Thì chiến thuật ở cảnh này là cú sẽ bay sát vào màn hình nha các bạn. Thì ở đây là mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người, chiến thuật cảnh này là cú sẽ bay vào sát màn hình ở bên tay trái của chúng ta, và anh Thuận thì sẽ bay sang tay phải của chúng ta, là hai anh em mỗi người nằm sát cái màn hình để tạo độ khó cho đối thủ ha. Rồi ok, bây giờ là anh sẽ bay sát cái màn hình bên kia nha mọi người, và tiếp tục là cú sẽ thảy một cái băng x2. Bài hay phết nhở. Ok, bây giờ là cú sẽ ném một cục băng các bạn. Hồi nãy giờ nói chung là rất là lỗi, nhiều cái va băng x2 nha. Hồi toàn trúng x2 không nhở. Sao nhìn nó ảo ảo thế. Rồi, kỳ này thì ảnh sẽ bỏ lượt. Thì ảnh sẽ tung ra cho mình là một pha full dam đối với bạn 50 ở phía trước nha. Thì để xem là lão xử lý như thế nào. Không biết là có tới tên cú hay không nữa các bạn. Wow. Thì đây là một pha full dam khá là đẹp mắt khi mà dính cả hai bạn đối thủ luôn. Ôi trời, không phải mình nha. Nó lên con gà, cú cứ tính là tới tên mình hay không à các bạn. Ai dè đâu tới tên người ta. Thôi rồi rồi, chắc là bạn ấy bay sang để ôm lão Thuận rồi. Tại vì ở đây là nằm ở khúc giữa là chết, hai đầu nã một lát là banh sát nha. Ok, bây giờ thì gặp bạn 58. Bạn ấy sử dụng cho mình là một pha cộng 250% sát thương. Wow. Bây giờ thì cú sẽ 555 nha các bạn, để lấy góc 65 luôn. Nặng một lát có bắn bạn bên kia thì nó cũng tiện nha mọi người. Rồi ok. Ôi trời ơi, gích 18.000 máu các bạn, khá là đẹp mắt luôn. Hai người hả, mạnh ai đấy chơi hả, chia phe kìa mọi người. Theo như cú nghĩ thì bạn ấy sẽ không dám bâu. Nếu như mà bạn ấy bâu thì pha sau cú bâu là chắc chắn bạn ấy sẽ bay màu. Thì kỳ này là bạn ấy quyết định tung ra một pha băng nha mọi người. Bây giờ thì lão ấy xui rồi các bạn, bị rơi vào cái hố ở sát màn hình rồi, không biết là có lấy gốc được hay không đây nữa. Rất là khó nha các bạn, ở vị trí này nếu như vũ khí khác thì các bạn sẽ dễ, còn lựu đạn thì nó chỉ có mỗi gốc siêu cao thôi, các bạn nhích vào cái vị trí cao đó là nó sẽ trở thành gốc ngược ấy. Một pha cú đi vào lòng đất luôn, chỉ dính được đối thủ một tia thôi. Cái này nó hay xuất hiện phết ấy. Thôi xong rồi các bạn, bên đây đam muốn bay đầu luôn rồi các bạn. Đúng là cơ hội vãi thiệt chứ. Wow. Hai bạn này bắn chuẩn phết nha mọi người. Các bạn có thấy nãy giờ là hai bạn ấy bắn những cái va rất là kinh khủng luôn. Từ xa như thế mà chuẩn xác luôn, gặp cú là coi như toan rồi đấy mọi người. Ok, thì bây giờ là anh Thuận sẽ băng các bạn bên đây lại để bạn ấy không tung ra pha bô nha mọi người. Ok, thì đây là một pha cứu. Tuy nhiên thì vô tình là cứu mình luôn nha các bạn. Thì bây giờ là tới tên của lão Thuận, thì lão ấy quyết định tung ra một pha bô. Và nếu như may mắn tới tên của cứu thì cứu sẽ kết thúc luôn bạn ấy. Hy vọng là rít đi cho chết luôn nha các bạn. Chứ lơ mơ bạn ăn một cái pha bao là đau đầu lắm nha. Một pha bao khá là chuẩn xác đến từ anh Thuận. Quá ngon các bạn ơi, đến lượt của cú luôn.
Thì đây là một pha kết thúc được tem địch và bạn ấy vẫn chưa tung ra được pha bowl. Bây giờ là hai anh em sẽ đánh một. Ôi trời, chết mẹ rồi. Bạn 50 này rất là thông minh, khi mà bỏ lượt và bạn ấy có bowl thì chắc chắn là lão Thuận đã ra gò rồi. Toàn rồi. Hay thế. À, vẫn chưa kết thúc được luôn kìa các bạn. Thì cú sẽ tung ra cho mình là một pha 555 nha. Ôi trời ơi, đúng là tay nhanh hơn não thật các bạn. Gà vẫn là gà, khúc này là ổng bắt đầu ổng chửi mình nhẹ rồi đó. Wow, bao liều luôn. Thì ở đây là có hai pha rig luôn các bạn. Ok, thì kỳ này là mình sẽ chơi một pha full dam. Thì kỳ này là cẩn thận hơn rồi, không có miss nữa đâu nha các bạn. Đấy. Nhưng mà vẫn không kết thúc được bạn 50 nha, sống dai phết nhờ. Bây giờ thì bạn ấy sẽ không dám tung ra pha bow đâu. Tại vì tung ra pha bow thì cú sẽ bay sang và sẽ kết thúc. Tại vì cái lượng máu của mình thì như các bạn cũng đã thấy đấy, cái một cái lượng máu khá là trâu bò ha, gần full cây luôn. Thì đây là một pha thăm dò cộng 2. Wow, chuẩn xác phết luôn ấy. Hai bạn này phải gọi là bắn rất là hay nha mọi người. Rồi ok, cú sẽ trả lại bạn ấy một pha cộng 2. Rồi cú cũng khá là bờ rồ, khi mà trả lại pha cộng 2 chuẩn xác thì cũng đã kết thúc được bạn đối thủ. Ngon ngay các bạn ơi. Nói chung là hôm nay chơi quần đùi thì cảm giác còn vui hơn đi sảnh đấy mọi người. Cảm giác của các bạn ấy thì đi sảnh như thế nào? Có nhiều bạn khách của mình inbox á, bảo là bây giờ là đi sảnh là không có sợ đối thủ nữa mà chỉ sợ boss thôi các bạn. Boss có đủ các loại vũ khí, kèm với đó là boss nó có thể là đam chúng ta bịch luôn và nó rất là thông minh nữa. Các bạn nghĩ sao nếu như mà con gà nó cho con boss nó bắn chuẩn 100% thì chắc là các bạn bay màu luôn quá các bạn. Ngày hôm qua thì mình có cầm mạng 5x để đi sảnh giao lưu một số trận thì cũng được thỉnh giáo boss. Quả thật là con boss nó rất là trâu và nó rất là mạnh luôn nha mọi người. Những cái pha bắn của nó nếu như chuẩn xác mà rick á, cũng không thua kém gì chúng ta đâu. Thì vừa rồi các bạn cũng đã thấy là một cái pha tự chơi đồng đội, thì chắc là bạn ấy vào quần đùi để chủ yếu phá trận rồi. Ok. Có khi nào hai bạn này đi chung hay không nhỉ? Thôi thì cú sẽ tạo cho bạn ấy rơi xuống để bạn ấy có bò tự sát thì nó cũng dễ hơn nha mọi người. À ok, mít luôn, nhưng mà nhờ vậy thì cũng có một cái hố. Lão ấy vẫn 555 nhờ, sao không bỏ lượt đi cho bạn ấy tự sát đi nhờ. Thôi chuẩn xác luôn các bạn, 10.000 máu. Ok, thì đối thủ của chúng ta đã bò nguyên sinh rồi các bạn ơi. Bây giờ tiếp tục là trận miếu thần nhờ. Bạn này khá là may mắn nha. Hai vị trí của hai bạn bên kia khá là đen. Và bạn này tung ra một pha là nhân 3. Nhân 3 thì phải cần rất là chuẩn xác thì mới kết thúc được cú nha. Nhân 3 thì cũng khá là an tâm rồi. Hy vọng là đừng có tới thêm của bạn ấy tiếp tục nha. Bây giờ thì cú sẽ tung ra một pha đào vị trí ở sau, bởi vì cơ hội thì không đến hai lần nha các bạn. Và khúc này thì hồi tối là anh Thuận ảnh có điện thoại từ gia đình nè mọi người, tức là vợ anh gọi hay sao ấy, khúc này là ảnh không có tập trung nha. Băng lại anh ơi. Khúc này là ảnh đang nghe cái kia, cái máy kia, cho nên là cú nói quá trời luôn, mà khúc này hồi tối cú la làng quá trời luôn mà ổng không có nghe cái gì hết á. Toàn rồi, sao ổng không băng lại các bạn? Kiểu này là ổng bán độ rồi. Thôi hy vọng là miss giùm một cái nha. Khúc này là cú cũng nhoi nhoi dữ lắm nè mọi người. Cú nói là sao không băng mà ổng có nghe cái gì đâu. Rồi xong luôn các bạn ơi, toang rồi.
thua trận này là rất là tiếc nha các bạn. Thật sự thì ở đây là để xem là cái pha xử lý của Lão Thuận sẽ như thế nào nha các bạn. Thì tiếp tục là một pha 555 thì cũng đã đưa các bạn sử dụng sấm sét này rơi vào vị trí ở bên dưới. Bây giờ thì bạn ấy tung ra cho mình một pha full dam luôn. Với cái pha bắn đầu tiên của bạn ấy thì khá là gà, nhưng mà sau khi nhiều cái pha bắn tiếp theo của bạn ấy thì cứu lại thấy là bạn ấy cũng biết đo gốc nha mọi người, chứ không phải gà đâu. Với cái pha đào khi nãy thì đã kết thúc cứu và kèm với pha siêu cao thì cũng khá là chuẩn xác. Khi mà dính được anh Thuận hai tia thì bây giờ là ổng bắn với một pha cộng 2 thì chắc là phá lớp đất ở trên đấy các bạn. Wow, thì đúng như cú nói luôn, phá được cái lớp đất ở trên. Bây giờ thì team địch vẫn tiếp tục tung ra một pha full dam nha các bạn. Hy vọng là mid đi. Rất chuẩn xác luôn các bạn ơi, mà còn rig nữa. Thôi kỳ này là hỏng rồi. Rồi bây giờ là để xem là anh sẽ xử lý như thế nào ha. Thì có cuộc gọi, chắc là do có cuộc gọi cho nên là không có tập trung ấy mọi người. Thôi hỏng rồi, ổng bỏ lượt luôn hay sao ấy. À, ném chai. Thì đây là một pha ném chai, tuy nhiên thì không chuẩn xác đến từ anh Thuận nha. Hy vọng đối thủ, nếu như mà cứu là bạn 27 này thì cứu sẽ băng lại và bay sang để bâu nha các bạn. Tuy nhiên thì bạn 27 này vẫn tiếp tục sử dụng một pha ném chai. Thì kỳ này là Lão Thuận vẫn chưa bị rơi xuống vị trí ở bên dưới. Ôi trời, ổng cái gì thế nhờ. Tiếp tục là một pha 555 nha các bạn. Trúng không nữa đây. Pha 555 kỳ này thì chuẩn xác rơi vào đầu bạn 27 rồi. Thì bây giờ lượng sát thương của bạn ấy khá là thấp. Tuy nhiên thì Lão Thuận cái lượng máu của ảnh thì cũng khá là thấp luôn các bạn. Thì bây giờ là đối thủ cũng trả lại một pha 555 nha. Bạn 27 này có những cái pha xử lý khá là hài hước nhờ. Đáng lẽ là bạn ấy phải ném chay hoặc là có thể là bạn ấy sẽ băng chứ. Chứ nếu như thế này thì lão. Rồi xong. Có gốc không các bạn? Ở vị trí này thì cứ nghi là không có gốc rồi các bạn ơi. Rồi ổng quay mặt lại là biết không đủ gốc rồi đấy. Khá là ẩu luôn, khá là đáng tiếc. Cái trận này là chúng ta có cơ hội win 100% luôn khi mà cú đã đào được một bạn đối thủ. Rồi xong. Một pha bao đi vào lòng đất luôn các bạn ơi. Pha bao đó nếu như mà ảnh bao chuẩn xác thì khá là đẹp nha các bạn. Thì một pha một ván phải gọi là ăn tiền từ cái pha bao góc ngang đó luôn. Tuy nhiên thì không thành công. Rồi kỳ này là bị tẹt thua rồi. Một pha đam, một pha bao thì chắc chắn là chết rồi. Lượng máu anh còn thấp lắm. Khúc này thì ổng mới nói chuyện điện thoại xong, ổng mới nói chuyện với mình nè các bạn. Ảnh là anh quên khôn phết ấy, quên băng toàn luôn. Rồi xong. Một cái trận thua lãng nhách luôn các bạn. Bị một sẹo rồi đấy. Thôi không sao, chúng ta sẽ cố gắng. Tiếp tục là chúng ta gặp hai bạn 70 và 50 khi nãy nha mọi người. Thì đây là ở cảnh bóng đá vua Come Now gì nè. Ở đây là đấu công bằng, nhưng mà theo như cú nhận xét đó thì ai tên trước thì làm vua thôi các bạn, chứ cũng chưa có công bằng lắm nha. Nhiều người á, nhất là những cái cảnh mà các bạn bị sắp đứng chung á, mà còn tên sau nữa mới đau ấy thật sự. Wow, rất may mắn là tên đội của cú trước nha. Thì để xem là một pha băng 2 của anh Thuận có thành công hay không. Wow, hay thế nhờ. Hồi nãy mình băng mấy lần luôn các bạn, mình băng mấy lần luôn mà đều bay màu hết, không có được nhân 2 nha. Thì bây giờ là cú sẽ bay sang để kết thúc một bạn. Ok. Thì đây là một pha đào thành công và đã đưa bạn 50 về với lòng đất nha. Thì bây giờ là ảnh sẽ bay sang. Thì theo như chiến thuật mà hai anh em bàn thì ảnh sẽ băng thêm một cục băng nữa. Vị trí của cú thì sẽ làm gây khó khăn cho anh ấy một tí xíu nha các bạn. Băng lại đào thì tỷ lệ là sẽ cứu tên cho cú rất là cao. Còn nếu như các bạn bay sang đào luôn thì hơi bị fail. Ô
Ok, thì đây là một pha đào, thì để xem là có kết thúc được hay không nha các bạn. Một pha đào cứu cũng là nạn nhân bị rơi luôn. Toàn rồi. Thôi xong. Kỳ này thì bạn ấy nhân 3 kết thúc cứu thì không biết là có tên hay không. Nếu như mà có tên thì coi như là chúng ta sẽ nguy cơ là bị thua nha mọi người. Ôi. À, rất may mắn là không có tên. Bây giờ là lão gõ không biết gió 1.8. À ok, vẫn ok nha các bạn. Gió 1.8 nhưng mà vẫn đủ để rơi vào đầu của đối thủ, không có bị trôi nhiều. Wow, bây giờ thì gặp hai bạn sử dụng lựu đạn luôn đây các bạn. Ôi sao sắp cho cứu nằm cái chỗ treo leo thế mọi người. Nằm cái chỗ mà dễ toan thế nhờ. Thì bây giờ là bạn ấy tung ra một pha đào luôn. Thì thường thường những bạn tung ra pha đàm mà pha đào như thế này thì thì sẽ bắn khá là ok nha. Rồi luôn bay màu rồi các bạn ơi. Kỳ này thì lão Thuận chắc là bay sang múa múa rồi để chết sớm á, chứ thường thường một chọi hai thì làm sao mà chơi được. À, đây là một pha băng mít nha các bạn. Thì theo như mà cứu nhận xét thì chắc là bạn 2X kia có vẻ là bắn không được chuẩn xác cho lắm. Thì bây giờ chắc là không bay sang để ông múa múa rồi chờ xong trận sang trận mới thôi các bạn. Thì bây giờ là tung ra một pha đào. Thì một pha đào này thì nói chung là cũng không thành công lắm, nhưng mà cũng phá gốc được bạn 40 nha mọi người. Ôi trời, bạn 26 kìa, gió ngược nữa mọi người. Hay thế. Vậy chắc là không phải gà rồi các bạn ơi. Pha đầu hơi bị lỗi một xíu nha. Rồi. Để xem là lão có tự sẽ. À, lão vẫn kiên cường nha mọi người. Chắc là bay sang cái vị trí cao nhất ở bên đây nè. Thì bây giờ là các bạn cũng đã thấy, nếu như mà anh ấy vẫn tiếp tục tiến đấu thì anh ấy sẽ nhắm vào bạn 40 trước. Thì để xem là cái trình bắn của bạn level 24 như thế nào đã nha mọi người. Đây, vẫn tiếp tục tới tên của bạn ấy. Thì bây giờ một lần nữa level 24 tung ra cho mình một pha băng. Chuẩn xác một cái là ăn cám nha mọi người. Ôi không thành công rồi, bạn 24 này chắc là bắn theo cảm tính rồi nha mọi người. Thì với vị trí của bạn 40 này bật gốc như thế này thì lựu đạn sẽ không có gốc nha, cho nên là bạn ấy phải bò vào cái hố. Cái hố này cũng là cơ hội cho lão Thuận có thể đào bạn ấy chết được. Tuy nhiên thì mọi người cũng thấy là với cái phần đất trước mặt bạn ấy, ôi trời, tự phá luôn kìa mọi người. Ok, thì đây là cơ hội của lão già nha. Thì để xem là anh có tận dụng được cái cơ hội này hay không. Tuy nhiên thì gió xui nữa các bạn ơi, với lại cái lớp đất mà trước mặt của bạn kia còn rất là nhiều. Nếu như các bạn bắn chuẩn thì gió sẽ thổi mít tia, mà các bạn bắn thiếu thì nó sẽ bị không đủ đất. Ổng đào mít luôn các bạn, chỉ trúng được mỗi một tia thôi nha mọi người. Chỉ trúng được có một cái tia cuối cùng ấy, tia xì á, tuy nhiên thì cũng đưa cho bạn ấy xuống khá là sâu. Bây giờ là bạn 26 tung ra một pha đào. Ủa rồi ôi, bắn đại mà ghê thế. Phải bay thôi. Bây giờ là tập trung vào để xử lý cái bạn 40 này thôi. Còn cái bạn 26 kia thì cứ nghĩ là sẽ khó nha các bạn. Thì đây là một pha đào không thành công tới trừ bạn 40. Thì tiếp tục lại là đến tên của bạn 24 nữa rồi nha mọi người. Thì cái khúc này là mình đang rep tin nhắn khách, cho nên là mình sẽ bị bỏ lỡ một số cái chi tiết ha các bạn. Ôi rồi ôi, bắn bừa mà bắn kinh thế. Để xem là lão xử lý.
À, kỳ này thì Lão Thuận quyết định tung ra một pha full dam vào bow luôn nha các bạn. Tuy nhiên thì lượng máu của bạn 40 còn khá là nhiều, tỷ lệ mà để kết thúc được bạn ấy thì rất là thấp. Tuy nhiên trong tình huống này thì phải xử lý nhanh gọn như vậy thôi các bạn ơi, chứ cũng không biết làm như thế nào luôn. Không có một pha rít nào xảy ra và bạn 40 thì bạn ấy cũng còn khá là nhiều máu, nhưng mà vị trí của bạn ấy kèm với gió ngược thì cũng sẽ gây ra độ khó khá là nhiều nha. Bây giờ là lại tới tên của bạn 24 rồi đây. Nói chung là Cú cũng sợ mấy bạn bắn bừa lắm các bạn. Bắn bừa nhưng mà bắn rất là kiểu như xìa xìa ấy, rất là sợ luôn. Ủi dồi ôi, nó xước ngang cái máy đầu luôn. Đau tim phết nhờ các bạn. Nó xước ngang cái máy đầu luôn. Thì kỳ này là một pha full dam thì chắc chắn là vị trí ảnh mới vừa bắn thì kỳ này là chuẩn xác rồi. Nếu như mà kết thúc được bạn 40 thì một mình ảnh có thể là phá gốc bạn 2x bên kia thì có cơ hội win nha mọi người. Ok, chuẩn xác, number one cho anh Thuận luôn. Thì đã kết thúc được bạn 40 rồi. Bây giờ là bắt đầu chúng ta sẽ chinh chiến với level 2x nha các bạn. Vị trí của anh Thuận nằm thì nói chung là nó hơi bị khó chịu một tí xíu. Tuy nhiên thì bạn đối thủ này nếu như mà có những cái va chuẩn thì rất là đau nha. Đây, một pha bắn góc ngược. Hay thế các bạn. Đỉnh của chớp luôn. Một chàng vỗ tay cho bạn ấy luôn. Một chàng vỗ tay cho bạn Thuận chứ quên nữa các bạn. Thì bây giờ là để xem bạn 2x này sẽ xử lý như thế nào ha. Thì chỉ việc ở bên đây các bạn cấu rỉa thôi. Thì đây là một pha full dam nha mọi người. Tuy nhiên thì pha full dam này dư khá là nhiều lực. Chắc là cái bạn này không biết canh gió ấy mọi người. Thì kỳ này gió 3.4 là thổi bay màu cái lựu đạn luôn các bạn. Thì bây giờ là Lão Thuận, cái lúc này là anh Thuận ảnh đã nói với mình là anh sẽ bay sang để đào. Nếu như mà bạn ấy không full dam thì anh cũng sẽ băng để bay sang đào nha. Thôi Toàn, cái gì thế anh? Cái pha này là không chấp nhận được đến từ anh Thuận nha. Một cái vị trí bắn như vậy chắc là ảnh hơi bị ban đêm hay là buồn ngủ rồi nha. Tới khúc này rồi các bạn, anh hùng được 95% rồi, bây giờ lại bị đào thì thôi xong. Còn gì nữa anh tôi, công sức hồi nãy giờ. Ôi trời ơi, thiệt tình là bạn ấy không biết canh gió rồi các bạn. Lúc này là hồi tối hai anh em cười muốn xỉu luôn nè mọi người. Nói chung là con đi, các bạn cứ tìm một người bắn quần đùi được thôi, chứ còn rò quá thì cũng ok hơn. Đi chung các bạn con đi sẽ rất là vui, đặc biệt là phải có một bạn hơi gà giống như Cú vậy đó. Lâu lâu miết một cái là chấn động trời đất nha. Rồi bây giờ là ảnh sẽ bay sang. Ok, thành công rồi, kỳ này thì không có bị vướng nóc nhà nữa các bạn. Tiếp tục là tung ra một pha đao. Chết không nữa đây mọi người. Ai khóc nổi đau này các bạn. Thì bây giờ là đối thủ của chúng ta lại tiếp tục có một cơ hội nữa. Thì với một pha bow là lượng máu của anh Thuận nếu như mà. Rồi một pha phóng máy bay. Nhưng mà không biết chỗ đáp, thành ra là đáp xuống giật rồi nha các bạn. Khá may mắn cho anh Thuận luôn. Thì vị trí của bạn ấy đang nằm thì sẽ không có góc. Không có góc để bắn anh ấy. Tuy nhiên nếu như bạn này thuần siêu cao thì vẫn có thể. Ô, gớt trái tim các bạn ơi, thấy không? Trận này đúng là sàn thiệt cái mọi người. Trận này là Cú không có đánh giá cao về anh Thuận nha, mà do là đối thủ khá là gà nha các bạn. Nói chung là những cái trận, những cái pha bắn đầu tiên là phải gọi là đỉnh luôn. Rồi càng về sau là ổng bị nhiễm hay sao á mọi người. Bắn với cái bạn 24 gà rồi, cái ổng bị nhiễm gà luôn hay sao á. Những cái pha bắn về sau nó hỏng hoàn toàn. Đây bây giờ thì gặp một bạn sử dụng búa và một bạn sử dụng sấm sét hết các mọi người. Thì ở những cái những cái video quần đùi này nè, và những cái video giải siêu cấp á, đáng lẽ là Cú sẽ không có ghép
không có ngồi để lồng tiếng đâu các bạn, tại mệt đó mọi người. Tại vì nếu như mà quay video càng dài thì phải nằm để xàm xàm đúng với cái thời gian đó thì rất là mệt luôn các bạn. Nhưng mà vẫn cố gắng làm để anh em xem nó đỡ chán hơn. Ghép nhạc thì nó hơi nhàm, ngồi xàm xàm thì nó cũng đỡ hơn hết các bạn. Nói chung thì rảnh làm gì, thời gian rảnh thì cứ làm video thôi. Rồi một pha băng tiếp tục là đồng hương với bạn 2X khi nãy. Cứ cảm giác là cái bạn búa này cũng ngang ngửa với bạn 2X nha. Bây giờ thì Cú và Thả Anh Thuận sẽ bay sang để đào cái bạn 50 trước, đào bạn sấm sét trước. Thì đây là anh Thuận, anh sẽ đào một cái ba trước và Cú sẽ là người kết thúc bạn ấy nha. Ok, thì bây giờ là Cú sẽ tung ra một pha đào. Thì đây là một trong những cái rất là khó khăn nha các bạn. Siêu chuẩn thì không chết, mà xa quá thì nó mít đó. Ủa trời, siêu chuẩn rồi các bạn ơi. À ok, đen thui rồi. Rất may mắn cho Cú nha. Cú cứ tính là ăn cám sú rồi đấy mọi người. Thì bây giờ chúng ta cùng xem idol búa bắn như thế nào nha các bạn. Thì đây là một pha đào đến từ vị trí của bạn 49. Một pha đào khá là chuẩn luôn các bạn ơi. Ủa rồi ôi, rất là may cho Cú khi mà vẫn được vướng ở cái vị trí ở dưới nha. Chứ nếu không là coi như toang rồi các bạn. Bây giờ thì ảnh tung ra một pha đào luôn. Thì nếu như mà ai bắn chuẩn thì sau cái pha đào anh Thuận thì sẽ băng lại nha các bạn. Thì đồng đội sẽ băng, nhưng mà Cú bắn gà thì Cú quyết định là bay. Tại vì băng thì không trúng là bạn ấy sẽ đào Cú chết ngắt. Cho nên là mình sẽ bay lên. Bây giờ là 2-1, cho nên là các bạn chơi cẩn thận một tí xíu. Còn nếu như mà anh em nào VIP Pro rồi thì cứ thẳng cục băng và đào hố chơi thôi. Còn ở đây là Cú hơi già cho nên là Cú hơi nhát tay. Mặc dù ổng kêu là băng đại đi chơi mà nhát như thỏ. Tuy nhiên thì mình thà là mình nhát nhưng mà nó an toàn nha các bạn, để băng hụt thì lại hỏng nữa. Bây giờ thì Cú sẽ cú nhẹ vào đầu của anh Thuận. Đấy, ngon ngay. Bây giờ là lão sẽ cho bạn 49 rơi xuống cái vị trí, cái vực ở bên dưới nha. Ngon lành. Bây giờ thì bạn ấy quyết định là bay lên thì để xem là bạn ấy chạy đến đâu. Tại vì vị trí hai anh em nằm thì hầu như là nó cũng thuộc trung tâm của cái cảnh này rồi. Ôi trời ơi, bây giờ là Cú sẽ băng lại để lấy bâu nha các bạn. Rồi, cho nó nhanh chứ bây giờ đào ở vị trí đó thì nó hơi bị xa. Nói chung là nó nhây nhây một tí xíu. Thì xong trận này thì chắc là Cú cũng sẽ kết thúc video luôn nhé anh em. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ Cú từ móc nạp, từ những cái nick game mà mình bán ở bên Zalo. Thì nếu như mà anh em nào đang cần tìm nick, đang cần nạp móc, đang cần giao dịch trung gian, đang cần thanh lý nick, đang cần tìm nick game hay là bán hộ nick, đang cần bán hộ nick đồ đó, thì các bạn liên hệ với Cú qua số điện thoại cũng như là Zalo duy nhất ở trên video và ở phần mô tả là 0376040326 hết các bạn. Thì cũng mong là tất cả các anh em cũ và mới luôn có tin tưởng ủng hộ mình, thì mong là các bạn trước mỗi kèo giao dịch thì gọi số điện thoại cho chuẩn xác nè. Cái thứ hai nữa, nếu như mà con video á thì nhớ là trò chuyện nhiều lên, và tại vì bây giờ có cái vụ mà nó đưa màn hình khác vào nữa mọi người ơi, rất là nhiều chiêu trò nha, cho nên là mong anh em phải check Zalo từ số điện thoại ra, hoặc là gọi trực tiếp vào số điện thoại hỏi là xem có đúng đang nói chuyện với MR Cú hay không, và Cú đang có ở trong nhóm đó hay không. Và Cú chỉ xài duy nhất một số điện thoại ở trên video và ở cái phần mô tả thôi nha các bạn. Zalo cũng là số đó duy nhất luôn, không có Zalo nào thứ hai nữa nha mọi người. Cho nên là các bạn cẩn thận dùm Cú nha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết thúc bạn 49 này để kết thúc video nha các bạn. Thì cũng đã gần 50 phút rồi, khá là đuối rồi. Một pha băng siêu cao làm màu đã bị mít nha các bạn. Bây giờ thì bạn ấy tung ra một pha một cái pha đào các bạn, sao không bâu mà đào nha, pha đào mít luôn mới đau chứ. Bây giờ thì Cú đang có hai tên cho nên là Cú sẽ bò xuống và ném chay, và sau đó thì sẽ 5-5-5 nha các bạn. Rồi ok, để xem là kết thúc được hay không các bạn. Rồi, thì hồi nãy giờ theo như mà Cú để ý thì cũng đã đủ 10 trận rồi nha mọi người. Thì đã bị thua một cái trận mà
anh ấy nghe điện thoại ấy, thành nên là anh ấy không có tập trung cái trận đó, hơi bị tiếc á các bạn, chứ nếu không là không có bị sẹo nào rồi. Thì ok, thì Cú nhận quà cái rồi, Cú xin chào tất cả các bạn và hẹn mọi người ở video sau. Thì cũng mong là các bạn luôn yêu thương và ủng hộ mình, từ kênh cho đến là những cái công việc mình làm chính là mua bán nick và giao dịch trung gian rồi hết các bạn, nạp móc rồi đó ha, thẻ game rồi ha. Thì bye bye mọi người, và chúc các bạn là có buổi tối chơi game vui vẻ, và chúng ta cùng chuẩn bị cho móc thứ 7 cũng như là chủ nhật vào ngày hôm sau. Thì nếu như mà anh em nào có nạp móc thứ 7 thì liên hệ với mình để tối chiến luôn nha các bạn. Thì bye bye, chúc các bạn là vui vẻ và may mắn, cuối tuần vui vẻ nhé.